Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay trên đường Phạm Bạch Hổ, đoạn qua phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải chở cát và xe mô tô khiến một người tử vong. Nạn nhân là một phụ nữ ở thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Ngồi sau người điều khiển chiếc xe máy mang biển kiểm soát 30P70005 lưu thông hướng từ Kim Động về thành phố Hưng Yên. Khi đi đến ngã tư đường Phạm Bạch Hổ giao với đường Nguyễn Bình, đoạn qua phường Lam Sơn, đã va chạm với xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng biển kiểm soát 89C13159 lưu thông cùng chiều. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.